Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh với chúng xuất gia. Và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở băng na mai. Và chiều nay là kỳ thứ 28. Chúng ta đang học chú Đại Bi tới câu thứ 27. Kỳ rồi mình học tới câu ma he rị đà dựng. Câu thứ 27 là kulo kulo. Thì đúng cái chữ Phạn là đọc vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn trại chữ để những người ta chưa có quen, chưa có quen với cái sự trì chú đó, người ta không có bị tác ý, cho nên mình đọc là câu lô câu lô. Nói chung là khi mình đọc kinh đó, những chữ mà phiên âm từ tiếng Phạn hay là những chữ trong tiếng âm Hán, có những chữ chúng ta cần đọc trại để mà người ta không tác ý. Thật sự mình đọc vậy cũng không sao, nhưng mà để bảo đảm khi hành giả tụng kinh và những người nghe mình tụng kinh, người tụng cũng không tác ý, người nghe cũng không tác ý. Tác ý tức là gì? Hả? Người ta, trong khi người ta tụng, người ta suy nghĩ một cái chuyện khác. Hiểu ý không? Là người ta suy nghĩ một chuyện khác, nó lệch đi cái ý nghĩa của khi mình tụng kinh. Bởi vì có những cái chữ khi mình đọc ra tiếng Việt, nó chưa có thanh, nó không có thanh trong cái nghĩa Việt, cho nên mình đọc trại đi để cho người ta đừng có tác ý không thanh. Cho nên mình đọc thay vì mình, tại vì cái chữ là guru guru, phải không? Nếu mình đọc nguyên âm tiếng Phạn thì dễ rồi, nhưng bây giờ guru guru mà các ngài là âm là kulo kulo, phải không? Thì mình muốn trại chữ, mình đọc trại nó ra chút, mình đọc là câu lô câu lô. Câu lô, yết mông, nghĩa là mình cần phải tác dụng trang nghiêm, tức là mình cần phải thực tập để cho mọi việc nó được tốt đẹp. Tiếng Anh dịch đơn giản là practice the Dharma. Câu lô, yết mông. Thì cái chữ yết mông á, là mình phiên âm nó chưa chuẩn lắm với cái chữ thật của nó là karma. Bởi vì cái chữ karma là gì? Karma là hành động, là nghiệp, phải không? Vậy thì cái chữ mà câu lô yết mông, mình dịch là biện sự tác pháp. Tất cả mọi sự việc do cái pháp này mà thành. Karma là hành động, hành động của thân, hành động của miệng. Nhưng mà ở đây là hành động của thân, hành động của cá nhân và hành động của tập thể. Ví dụ như mình sống chung một chùa đây nè, ai cũng phải cần có một cái ý thức, mình cần phải thực tập để cho mọi việc nó đi tới cái tốt đẹp. Tới giờ lên tụng kinh, mọi người lên tụng kinh, đó là nghiệp. Tới giờ đúng giờ đó là mọi người y áo lên hết, phải không? Vậy thì đó là một hành động. Nhưng mà hành động này thiện hay xấu? Hành động này là hành động thiện. Và những hành động này để đưa tới cái gì? Đưa tới sự thành tựu. We all need to practice to bring the most successful for the community. Trong một gia đình cũng vậy, có những việc chúng ta cần làm. Thí dụ, hành động của cá nhân là mỗi người cần phải thực tập riêng cho chính mình. Và chính cái hành vi mà cá nhân đó, nó sẽ đưa tới một cái hành vi tập thể. Trong cái việc làm gì của mình, nó cũng đều có cá nhân và tập thể trong đó.
Ví dụ như mình nấu một bữa cơm, đó là cá nhân mình nấu, nhưng mình đâu phải nấu cho mình ăn. Mình có ăn trong đó, nhưng mà chính là cả đại chúng. Vậy thì câu lô yết mông, dịch là biện sự tác pháp, những pháp cần làm để đưa tới sự thành tựu. Và cái chữ yết mông nguyên thủy, cái chữ gốc của nó là kama. Và kama nghĩa là yết ma. Mình đọc là yết ma, ở đây đọc là yết mông, phải không? Cho nên tác pháp yết ma đó, lúc mà mình họp á, mình họp chúng, mình kêu là tác pháp yết ma đó. Vì yết ma đó là một hành động, mà hành động này là hành động của thân. Và hành động mà ngồi chung lại để bàn thảo với nhau là hành động của thân, mà hành động của tập thể. Trong hành động nó có hành động của cá nhân, individual. Nó có hành động của tập thể, community. Vậy thì chúng ta là những người thực tập ấy, chúng ta cần thực tập từ cá nhân để đưa đến đoàn thể. Và cái đoàn thể mà nó đẹp, nó trang nghiêm, nó sẽ nuôi dưỡng từng cá nhân. Đây là cái giáo lý tương tức tương nhập của Hoa Nghiêm. Mỗi người chúng ta phải thể hiện cái đẹp của mình để đưa đến một đoàn thể đẹp. Và một đoàn thể đẹp sẽ nuôi từng cá nhân chúng ta đẹp, phải không? Mỗi người trong gia đình phải sống cho thật tốt để đưa đến một gia đình hạnh phúc. Và một gia đình hạnh phúc sẽ nuôi từng cá nhân trong gia đình hạnh phúc. Rất là thực tế. Ví dụ như mình lái xe, đó là hành động cá nhân. Mình ngồi lên xe mình lái. Nhưng mà trong khi mình hành động cá nhân, có hành động của tập thể không? Có. Mọi người trong xe phải cài dây an toàn, phải ngồi cho yên. Và mình biết rằng cái cá nhân này của mình lái cho đàng hoàng thì mình sẽ đưa đến một đoàn thể an toàn. You see it? Đó là một sự thật. Cho nên thần chú đại bi, câu nào cũng nằm trong thần chú đại bi. Vì nếu chúng ta thể hiện được điều này là chúng ta đang thể hiện tình thương. Tình thương không phải chỉ ở hai chữ tôi thương, mà mình phải thể hiện thương bằng cách nào. Mình thương bằng cách nào? Trong khi đó một mình muốn gia đình mình hạnh phúc mà mình không hề có mặt cho gia đình của mình. Tới giờ cơm thì mình đi chơi, hoặc là mình không bao giờ về có mặt trong những buổi hội họp trong gia đình, thì làm sao cái đó là một gia đình hạnh phúc được? Cho nên hành động của cha sẽ nuôi mẹ hạnh phúc, và hành động của cha sẽ nuôi con hạnh phúc. Hành động của mẹ sẽ nuôi ba hạnh phúc, hành động của mẹ sẽ nuôi con hạnh phúc, hành động của cha mẹ sẽ nuôi con hạnh phúc. Và đời sống của con như thế nào để cha mẹ được hạnh phúc? Từ trong gia đình mình đi ra tới đoàn thể, đi ra đến những cái nơi tập thể như là ở trong chùa chiền, trong những cái nơi chúng ta sống chung gọi là cộng trú. Cho nên nó yết ma là nghiệp. Yết ma là nghiệp. Nhưng mà ở đây nghiệp đây là nói về hành vi, the behave, the practice. Và hành vi này là hành vi không phải ở miệng, mà hành vi về thân, gọi là thân nghiệp. Biện sự tác pháp, tất cả do đây mà thành tựu. All the successful based from here. Thí dụ như một cái hãng máy bay á, họ có được một cái lượng khách lớn, không phải cái hãng họ có cái name là đủ, có cái tên là được, mà mỗi thành viên trong cái hãng máy bay đó phải làm việc, phải hết lòng vì công ty đó để đưa một công ty đi lên. Thật ra nếu một công ty đó mà họ thành công thì cá nhân mình có hưởng không? Có hưởng. Họ không có mất cái business, cái việc làm của họ, thì mình cũng không mất việc. Nó là như vậy. Cho nên cái thần chú mà thật tự ra mật mà là hiển. Mật là gì? Secret. Nhưng mà trong cái secret này á, nó vẫn thể hiện
Cho nên ở trong trong kinh đó, nó có một cái, mình có một cái quyển sách gọi là Hiển Mật Viên Thông. Hiển là giáo lý, là chỉ dạy. Mật là thần chú. Mà trong cái viên thông là gì? Là viên mãn, thông suốt, rốt ráo. Ngài Viên Đức á, thầy Hòa Thượng Viên Đức, ngài là một vị tu về mật tông. Ngài có soạn một quyển tên là Hiển Mật Viên Thông. Có một quyển sách tên là Hiển Mật Viên Thông. Trong cái nó là mật giáo, nhưng mà thật sự trong mật giáo vẫn có hiển giáo. Nếu chúng ta thấu đáo được cái mật thì chúng ta hiển lộ được cái tu. Không có gì bí mật cả, không có gì khó hiểu hết. Thí dụ niệm Nam Mô Di Đà Phật, thật ra Nam Mô Di Đà Phật vẫn là mật. Tại vì sao? Ai hiểu A Di Đà Phật là gì đâu? Đâu có hiểu A Di Đà là gì. Nhưng khi giải ra A Di Đà là ánh sáng vô lượng, infinity light. A Di Đà là ánh sáng vô lượng, A Di Đà là công đức vô lượng. Vậy thì chỉ cần mình sống bằng tuệ giác, sống bằng tất cả mọi hành động để tạo công đức, thì niệm câu A Di Đà là mật, nhưng mà bằng hành động sống là hiển. Chữ hiển nghĩa là mình hiển lộ ra cái pháp tu đó. Cho nên mật mà là hiển. Trong bát giáo đó, tám khoa giáo của kinh điển nhà Phật, cái gì mà bí mật gọi là mật giáo, cái gì mà chỉ rõ ràng gọi là hiển giáo, cái gì mà chỉ thẳng nói nhanh gọi là đốn giáo, cái gì làm cho mình viên mãn gọi là viên giáo. Còn dạy cho mình từ từ, từ thấp đến cao, ăn chay nha, niệm Phật nha, đó là tiệm giáo. Tiệm giáo tức là giáo lý từ từ. Tiệm nó đôi với đi với đốn. Tiệm giáo là từ từ, đốn giáo là đi nhanh. Tiệm giáo, đốn giáo, mật giáo, hiển giáo. Câu lô yết mông. Thì cái câu này á, nếu đứng trên phương diện mà hiện tướng đó, thì Đức Quan Âm hiện tướng Bồ Tát không thân, hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh. Không thân tức là thân trên, thân trong hư không. Độ lô, độ lô. Độ lô, độ lô, độ lô Phạt Xà Gia Đế. Dịch là tu tập để vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, qua được cái biển sanh tử gọi là độ hải, sống được với cái sáng suốt đó gọi là tịnh minh. Tiếng Anh cũng dịch gọn lên set at ease. Độ lô Phạt Xà Gia Đế. Vượt qua cái biển sanh tử, giải thoát luân hồi, sống an lạc. Mỗi ngày mình đều có luân hồi hết á. Thế nào gọi là vượt? Ở đây có ai thấy mấy người ta chơi stirving không? Chơi nước á. Những người chơi đó là họ phải biết nhồi theo những cái cơn sóng nước, phải không? Đó là một hình thức độ sanh tử đó. Nếu mình không biết cách á, là mình bị nước nó đá, mình văng ở trong nước. Còn mình biết cách chơi thì sóng nó nhồi tới đâu. Mà thật sự những người chơi cái đó là người ta thích những cơn sóng đó. Không có sóng chơi gì, không có sóng chơi được.
Thật ra mình đã là người đang dạo ở cõi ta bà này thì đừng có nghĩ rằng cõi ta bà này không có những khó khăn, không có những rắc rối. Cái quan trọng là mình đi được với những khó khăn, những rắc rối đó. Cái đó gọi là vượt sanh tử. Độ hải, tịnh minh. Tịnh minh là gì? Sống với cái an lạc đó, sống với cái sáng đó. Độ lô, phạt xà gia đế. Ma phạt xà gia đế. Nếu mà mình làm được cái đó thì mình là người đại thắng, great victor. Maha phạt xà gia đế, chữ Maha là thù thắng, là lớn. Đó là một cách chiến thắng lớn. Như vậy cái chiến thắng của một cái người có sự tu tập đó, không phải là mình thắng ai hết á, mà mình vững được trước những cơn sóng, mình đi được, mình lướt được với những cơn sóng. Thật ra người ta chơi á, trên một cái tấm bảng thôi, phải không? Ta đi trên cái miếng bảng đó và ta lướt với những cơn sóng mà người ta không có bị ngã té thì người ta chơi suốt buổi đó. Còn nếu người không biết chơi thì ta té hoài, người ta chán, ta không chơi nữa. Còn sở dĩ cái người mà người ta thích chơi cái môn đó, trượt nước đó, là tại vì họ biết cách chơi và càng chơi họ càng thích. Tại sao mình đi bình thường mình không đi lại leo lên cái dao, cái ice skate trên một cái tảng băng đá, đi cái giày của mình nó có cái dao dưới đó đó, đi nghĩa là trầy dưới đó, mà tới hồi biết đi rồi thích lắm, lả lướt mà không té. Đó là độ hải đó, đó là người biết sống đó. Thí dụ như lúc mình độc thân khỏe muốn chết, không chịu mình lập gia đình, thì lập gia đình thì nó phải có những cơn sóng của những cái đời sống gia đình, đời sống vợ chồng. Mình có con trang mẹ anh em bên gia đình mình thôi này, bao lúc mình sống còn không nổi nữa, giờ tự nhiên rước về phải chấp nhận một gia đình thứ hai để mình làm sao cân bằng được hai bên. Cho nên mình phải làm sao trở thành một người đại thắng. Mà đại thắng là gì, sao gì mà nói trên đó, độ lô phạt xà gia đế. Nhờ độ lô phạt xà gia đế cho nên mình mới tới cái câu gì, ma phạt xà gia đế, đại thắng, great victor. Đà ra, có khi đọc là đà ra, có khi đọc là đà la. Nhưng mà đọc đà ra thì nó đúng hơn, tại vì cái chữ phạn là đà ra. Cái câu hồi nãy đó, Maha Phạt Xà Gia Đế là Quan Âm hóa hiện đại lực thiên tướng, tay cầm bảo sử hộ trì chúng sanh. Đà ra là Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh, khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp. Đà ra là gì? Nghĩa là mình, cái tâm lượng của chúng sanh cứu nạn chúng sanh bằng nước cam lồ. Hay nói một cách khác là mình làm sao mình có thiền tập để mình giữ cân bằng được cuộc sống. Meditation helps you to balance your life. Vậy thì ở đây thiền là gì? Thiền không phải là mình ngồi góc đó suốt ngày suốt đêm, hay là một ngày mình phải ngồi mấy tiếng. Dĩ nhiên là ngồi là tốt chứ, nhưng mà nếu mình chỉ hiểu thiền như đó thôi là chưa đủ. Và mình phải hiểu rằng thiền nghĩa là người có khả năng dừng lại và nhìn sâu, hay là nói một cách khác là người có khả năng sống với những sống và biết những gì đang xảy ra. Thí dụ như mình ăn,
mình ăn mà mình không có thiền, tức là mình sẽ ăn quá no, lát nó mệt. Còn ví dụ buổi chiều mình ăn, mình nói thôi bữa nay thứ năm nha, ăn cơm rồi là lên phải ngồi học nữa đó, học xong rồi phải lên tụng kinh nữa đó, cho nên dù có ngon cỡ nào đi nữa, giữ vừa thôi, đừng có ăn quá no. Rồi cho tới ngày mai thứ sáu cái mình cũng nói, à chiều nay ăn cơm rồi có lớp thiền nha, cũng đừng ăn quá no. Thì nói một cách khác là ngày nào buổi tối mình cũng tụng kinh ngồi thiền hết. Cho nên phải giữ làm sao có được cái sự cân bằng, balance, balancing. Đà la đà ra. Mình dùng thiền để mình cân bằng mọi việc. Thí dụ như mình đi làm, mình đi làm cái người bán hàng ngoài chợ, để mình người ta tới mua thì mình mới có được cái thu nhập. Mình đi buôn bán để có cái thu nhập. Thì cái mặt nổi bên ngoài là gì? Đó là người mua và người bán. Nhưng mà mình phải chấp nhận một điều rằng cái người mua luôn luôn họ có quyền. Họ chê bai, thậm chí họ nói những lời khó nghe với người bán. Mà mình mà người bán mình sợ mất khách, cho nên phải chấp nhận cái mặt đó. Vậy thì bây giờ đại chúng cứ ngồi và suy nghĩ hết mọi thứ trong cuộc đời này. Khi anh chấp nhận làm một việc gì để có lợi cho mình, thì anh đừng quên cái mặt trái của nó. Nó phải có những cái giá mình phải trả để được cái phần đó, đúng không? Nếu mình chỉ nhận con bên thôi thì mình mất cân bằng. Ví dụ như mình ở đây bây giờ thì cái việc mà ngồi giữ bãi đậu xe thì hết rồi. Bây giờ là đa số người ta bỏ tiền, người ta tự ấy. Mà ngày xưa cái thời mà mấy người mà người ta ngồi như cái booth để mà nhận thu tiền mấy người bãi đậu xe. Rồi đôi khi cái người đó người ta đưa thẻ vô, người ta tính tiền. Thí dụ như cái người đó họ đi vào trong bãi đậu xe đó, họ lấy cái ticket xong họ đi vô đó, cái thì họ tìm không được chỗ đậu, họ phải đi ra. Thì họ nghĩ rằng họ đi ra là họ đâu có mất tiền, họ có đâu có đậu đâu. Nhưng mà cái nguyên tắc là một khi mình bấm cái đó vô, mình vô đó rồi là mình phải trả 2,50 đồng. Còn chuyện mình ở bao lâu tính sao. Đi ra thì cái người họ giữ cái đó, họ phải làm đúng nguyên tắc thôi. Xin 2,50 đồng cái thì cái người mà ta trả cái vé đó, ta bực, tôi đâu có đậu xe đâu mà trả tôi 2,50 đồng. Thì cái người làm mà mới nói, dạ cái này không phải tôi quyết định, mà tại vì cái luật nó vậy, nó máy móc nó như vậy hết rồi. Thế là cái người nhận 2,50 đồng đó nhận cho chủ, nhưng mà mình phải ăn chửi vì cái người đậu xe. Thì mình đến đó mình làm để có được đồng tiền, thu tiền ta. Nhưng mà một mặt khác của cái phần lợi đó, thu nhuận đó, phải có những cái mặt trái của nó là có thể bị người ta la mình, người ta mắng mình. Rồi bây giờ mình nhìn lại hết trong cuộc sống này, có phải có mình được cái mình muốn không à? Ví dụ như tôi muốn được tiền, tôi muốn làm ăn, mà hễ người ta làm gì khác ngược lại với đó mình không chịu, cái đó là mình không có thiền. Và cái đó là mình không biết quân bình cuộc sống. Cuộc đời này nó không có gì nó một mặt hết á. Người ta đưa tiền cho mình thì người ta phải có những cái yêu cầu, người ta có những cái expectation. À, mình không chịu cái đó, mình chỉ muốn được cái mặt nổi bên ngoài là tôi muốn được, không có chuyện đó đâu. Rồi bây giờ mình nói tới chuyện người tu đi. Mình muốn nhẫn nhục không? Mình muốn được nhẫn nhục, mình muốn được thành tựu được cái nhẫn nhục, thì cái mặt khác là phải bị tấn công để mình thành tựu được cái nhẫn nhục. Hay là người ta tới người ta làm cái gì cho mình, ta làm được một cái gì cho mình lúc mình ta làm cho mình biết xòe tay, mình nhận, mình lấy. Nhưng mà bên mặt trái đó người ta có những cái đối xử, đôi khi người ta thiếu dễ thương với mình, cái mình không chịu, cái đó cũng không được. Ở đây là thầy Pháp Hòa chỉ cho đại chúng thêm cách để đại chúng quán là thiền đó. Thiền sao, quán sao để mình thấy rằng trong cuộc sống này mình phải làm sao mình có được an lạc ngay trong đời sống này.
trong khi mình lái xe, trong khi mình làm việc, mình bị một cái gì mà mình giữ được cân bằng của mình, ngay giây phút đó mình thiền. Trên đời này nhiều khi lấy người ta ăn đồng đâu phải dễ. Bây giờ mình nói ví dụ, mình lâu lâu mình làm cơm chay gây quỹ đi. Mình làm cơm chay gây quỹ, mình làm bì cuốn đi, mình bán dĩa 2 đồng. Mà cuốn thì đâu có cân đo gì đâu, thì người cuốn ốm, người cuốn mập. Rồi cái người mà người ta mua thì người ta phải có, người ta được quyền lựa chọn, người ta được quyền phê bình chứ. Ủa sao dĩa này nhỏ xíu 2 đồng mà dĩa kia bự quá cũng 2 đồng. Mình phải chấp nhận thôi. Mà phải làm sao, nói như thế nào để cho người ta vui vẻ mà người ta mua, thì lần sau mình làm có nữa. Tại vì người ta thì muốn lấy, mà hãy người ta góp ý ta phê bình không chịu nghe thì làm sao được. Hiểu này nói không? Cho nên trong cuộc sống này mình phải làm sao có đà ra đà ra thiền đó. Và khi mình biết tư duy như vậy, mình biết quán chiếu như vậy, cái tâm mình nó bình an lắm. Thí dụ bây giờ mình có một cuộc sống gia đình thì phải có những cái mặt trái của một đời sống gia đình. Muốn có hạnh phúc cũng phải đánh đổi cái gì đó, chứ đâu phải tự khi khổng khi khống. Rồi bây giờ nhìn lại hết tất cả, không có cái gì mà nó chỉ được cái mặt trước mà nó có mặt sau hết. Mà thường thường cái mặt trước lúc nào nó cũng đẹp hơn mặt sau, đúng không? Giờ mình xây cái nhà nè, mình xây cái nhà mà cái mặt tiền lúc nào nó cũng đẹp hơn mặt sau hết á. Cái phanh lúc nào nó cũng đẹp hơn cái bác hết á. Nhưng mà không có cái bác thì nó không làm, nó không nổi được cái front. Có phải không? Ở đằng trước là trồng cỏ mà đằng sau là để rác không á. Nhưng mà đâu có ai đem rác ra để trước cửa. Rác ta giấu ở nhà, trừ khi nào tới giờ gom rác ra đổ thì mới đem ra đằng trước để. Thiền hết. Cuộc sống này bất cứ cái gì xảy đến, nếu mình có tu tập, có được cái thực tập thì mình đều quán chiếu hết. Hồi đó Pháp Hòa hay dạy cho mấy thầy nhỏ, con uống một ly nước 5 đồng, uống một cái ly bubble tea 5 đồng. Cho 1 đồng nữa là 6 nha, giờ chắc cũng 6 đồng rồi đó. 6 đồng một cái ly bubble tea mà con uống trong vòng 5-7 phút. Thầy với mấy bác là phải ngồi cong xương kiếm tới 6 đồng. Bào củ sắn, bào cà rốt, nhúng bánh tráng, cuốn làm tương, cuốn vô hộp, gói lại đem bán 2 đồng dĩa, bán 3 dĩa mới được 6 đồng. Đâu phải dễ đâu, muốn có tiền đâu phải dễ. Cho nên cuộc sống này đừng có, mình đừng, nếu mình chỉ suy nghĩ là tôi chỉ muốn cái này thôi, tôi không chấp nhận kia, là mình không biết sống, là mình chưa biết thiền. Cái áo mình mặc nó cũng phải có mặt trái mặt phải chứ, mình chỉ thích cái mặt trong, mặt ngoài thôi, mình không biết mặt trong. Thường thường ta may ngoài, ta may nó kỹ lắm, bên trong ta mới làm nó đơn sơ. Đôi khi chỉ rồi nó tưa ra, tán ra, mình phải tỉa, phải làm gọn. Đà ra, đà ra. Vậy thì mật cũng là hiển, phải không? Nó là cách tu thôi. Địa rỉ ni, abiding the sage path, tuân thủ con đường, trở về với cái tâm thuần khiết. Và tâm thuần khiết đó là gì? Đó là cái tâm trong sạch, là cái chân tâm của mình. Mà mình trong tất cả sự tu tập đâu có gì ngoài trở về được với cái tâm trong sạch của mình đâu. Thí dụ như mình ngồi thiền, mình cũng muốn tâm mình yên, là trở về con đường đó đó. Mình tụng kinh cũng để cái tâm mình nó bớt loạn động, để trở về với cái tâm tịnh, là trở về con đường đó. Mình trì chú, dùng câu thần chú để
để đẩy lui những cái vọng niệm tà tâm, trở về với tâm tịnh đó. Mình ăn chay để mình nghĩ đến những cái món chay lạc, để mình đẩy bớt ra những cái tâm suy nghĩ đến ăn con này con kia, mà muốn ăn con đó phải hành động với con đó. Không ăn con cá phải đập đầu con cá, phải cắt con cá. Không ăn con gà phải cắt cổ con gà, phải nhổ lông gà. Mình ăn chay để mình đưa cái tâm mình nó thuần khiết. Cho nên tất cả đều trở về con đường đó, mà con đường đó là con đường thuần khiết địa rị ni. Chữ lị có chỗ đọc là lị, có đọc là rị, đó là những cái phát âm thôi, không sao hết, mình muốn đọc sao nó cũng được hết á. Đó là Quán Âm hiện thân sư tử vương, xét nghiệm người tụng chú, khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa. Thất Phật Ra Gia. Thất Phật Ra Gia là gì? Là hướng vào ánh sáng bên trong. Self-reflection. Mình phải hướng về ở bên, thật ra bên trong mình nó có ánh sáng. Nhưng cái ánh sáng này tự mình soi thôi, chứ đâu có ai làm gì cho mình được. Cho mình làm sao mình nhìn thấy được mình. Thí dụ như trong kinh Địa Tạng có câu á: Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm Vương đó, ông ngồi trước điện đệ đó đó. Không, ông có một cái kính nghiệp. Mình là Diêm Vương xử mình. Diêm Vương đây là ý nó mình á. Diêm Vương là the king of hell. Và mình chỉ là mình mới là cái ông quan tòa xử mình công bằng nhất. Hồi đó cha mẹ mình hồi nhỏ Việt Nam, mỗi lần mình bị đòn á, cha mẹ xử xong cái hỏi sao vậy, có nhận tội không, có chấp nhận bị đòn không, suy nghĩ coi coi có đáng bị đòn không. Dạ con đáng bị đòn. Đó là self reflection. Thất Phật Ra Gia. Thì giờ đây chúng nhớ là cái chữ Thất Phật Ra Gia này là chữ phiên âm. Chữ thất này nó không có nghĩa là số 7. Chữ Phật này cũng không cần phải viết hoa. Không phải chữ Phật này nghĩa là Đức Phật. Đây là một chữ phiên âm, cho nên chữ này không cần viết hoa. Nói thêm một chút đó, chi tiết một chút thôi, để đôi khi các vị cứ nghĩ thấy chữ Phật là phải viết hoa. Nhưng mà nó không đúng. Tại vì nó, mình viết thật ra nó không tội giả gì hết chứ. Nhưng mà mình viết lên thì để cho người ta hiểu rằng mình có hiểu cái chữ đó không. Chờ Thất Phật Ra Gia chỉ là một chữ phiên âm từ tiếng Phạn, chứ nó không phải là tên của Đức Phật gì cả, mà phải viết hoa. Quan Âm hiện thân Bồ Tát, cầm tay cầm kim sử, hàng phục các ma và quyến thuộc. Giá ra là mình phải tuân một cái mệnh lệnh. Để mình giá ra là mình tuân lệnh. Obey. Và chuyển hóa, transformation. Mình tuân theo cái pháp đó để mình chuyển hóa. Mara phạt Mara. Đây là cái câu nhấn mạnh. Cái câu này highlight, nó làm đậm lên cái chỗ là phải làm cho được để mang đến kết quả. Và làm cái gì? Làm cái gì cho được? Chuyển hóa. You have to do it. What do I have to do? Your own transformation. Anh phải làm cho được để anh có kết quả tốt. Và làm cái gì?
sự chuyển hóa của chính mình. Ai muốn làm cái gì cũng tốt, muốn tốt đó. Thí dụ mình làm cái đó mà mình thấy nó chưa được thì mình phải sửa làm sao cho nó được, chỉnh cho nó ngay. Và đây chúng nhìn coi, trong cuộc sống này không có cái mình là không có cái gì mình làm mà không chỉnh hết á. Ví dụ mình trải một cái khăn bàn, có phải ngó trước ngó sau để sửa cho nó ngay ngắn không? Rồi mình nói bưng cái bàn ra để coi, cũng không phải để khơi khơi, cũng phải chỉnh cho nó ngay. Thậm chí để nghiêng, để cho nó xéo xéo, nhưng mà xéo coi cho nó được nữa. Chứ không phải nói xéo rồi để như vậy cho nó xéo. Xéo mà xéo làm sao? Xéo nó cũng có nghệ thuật của xéo, chứ đâu phải là xéo là muốn để làm sao để. Phải không? Một cái áo nó rách, mình đi vá. Nhưng mà phải học cái cách vá. Vá làm sao nhìn cho nó đẹp. Vá áo, cái áo vá, nhưng biết cách vá, có nghệ thuật của vá, áo vá vẫn đẹp. Cái nhà mình cũ mà mình biết sửa lại thì cái nhà cũ vẫn ở được. Và không có một cái gì mà chúng ta làm mà không có sự chỉnh đốn sửa đổi. Nếu không có sự chỉnh đốn sửa đổi, nó sẽ nghiêng lệch ngã đổ. Đó là sự thật. Mấy thầy mang cái chân máy lên đây để đâu phải để đại đâu, cũng phải kéo nó ra làm sao để nó có được cái cân bằng của nó. Rồi cái máy mình lắp vô rồi mình phải chỉnh làm sao hình ảnh cho nó ngay. Mình mặc cái áo rồi mình cũng phải chỉnh đốn cho nó ngay. Trước khi mình ra đường mình phải nhìn vô cái mặt mình coi, nói cho nó phải đều đặn hết trơn chứ. Thậm chí mình thoa lotion cũng phải thoa cho nó đều, chứ đâu phải dục một cục lotion lên mặt thì quẹt quẹt vậy được đâu. Vậy thì trong cuộc đời này, mình không tự mình chỉnh sửa mình thì mình sẽ không được đẹp thôi. Đó là sự cần thiết để làm. Và cuộc sống này nó có gì ngoài chuyện đó đâu. Sống với nhau để làm gì? Để chỉnh đốn cho nhau. Còn nếu không sống mình, mà hãy chấp nhận sống chung là phải chấp nhận sửa đổi. Tại vì người ta không hạp nhãn, người ta phải sửa mình. Mình thương người ta, mình chịu sửa mình để cho hai bên hạp nhãn nhau. Mình thấy đạo Phật đâu có rời đà đời đâu. Nếu mà cuộc đời này không có đạo thì cuộc đời này nó messy lắm. Nó tùm lum lắm. Và đạo đây là gì? Đạo lý. Ví dụ như nhà dơ phải quét, mặt dơ phải rửa. Đó là đạo. Đạo không phải là cái tôn giáo mình vô mình kính ngưỡng, mình thờ bái. Đạo đây là cách sống của mình. Thấy cái gì dơ phải chùi rửa, cái gì méo mó mình phải chỉnh đốn. Mình chưa dễ thương, mình phải làm cho mình dễ thương. Mình chưa đọc kinh soi gương, phải đọc kinh soi gương. Mình chưa hiểu kinh soi gương, phải làm mọi cách để mình hiểu được kinh soi gương. Và mình phải tìm hiểu thôi, tại sao mỗi ngày mình lại tệ như vậy. Cũng giống như mình làm ăn thôi, mình phải tìm hiểu tại sao càng ngày tiệm mình càng vắng khách. Nó phải có lý do. Người ta chưa chấm một cái điểm nào đó, cho nên người ta tới một lần người ta không tới nữa. Cho nên Mara phạt Mara. This is what you have to do. What I am have to do. Transformation. Thay đổi tự thân. Lúc nào mình trải một cái khăn bàn nó cũng méo hết, riết ta mệt quá, ta khỏi không nhờ mình trải luôn. Cho nên mình muốn, mà bản thân mình muốn cái gì cũng tốt hết, mà mình không chịu sửa đổi gì, và thậm chí mình không có chịu làm cho nó tốt cho cả cái đoàn thể, cái cộng đồng của mình, cái gia đình của mình.
mình muốn con mình vui, mình phải thay đổi như thế nào để con mình được vui? Mình muốn cha mẹ mình được vui, mình phải thay đổi như thế nào? Mình muốn người thương mình được hạnh phúc. Thất Phật ra gia, soi rọi lại cái tâm mình. Giá ra là chuyển hóa, phải không? Mara Phật là việc cần làm. Soi rọi chính mình, chuyển hóa chính mình, đó là việc cần làm. Cho nên ta thường nói vậy nè: không lắng thì không thể nghe. Cho nên tiếng Việt Nam gọi là lắng nghe. Thật sự là mình không có lắng, mình đâu có nghe, đúng không? Mình không có dừng lại xem mình nghe kỹ. Phải lắng mới nghe được. Phải dừng mới thấy kỹ. Phải dừng lại để thấy kỹ. Nhìn lại để mình thấy rõ. Cái gì mình thấy không rõ, phải nhìn lại một lần nữa cho nó rõ. Giá ra là Quan Âm hiện thân Bồ Tát, tay cầm kim luân hóa độ oán ma đều tùng phục. Mạ Phạt Ma Ra là Quán Âm hiện thân hàng ma, kim cang tay cầm kim luân hộ trì chúng sanh đắc đại kiết tường. Đó là câu thứ 34. Một đế lệ. Một đế lệ là gì? Một đế lệ là giải thoát khổ đau, chướng ngại, sầu khổ để đưa đến Niết Bàn. Free from suffering, obstacle, sadness. Cho nên chữ Niết Bàn là gì? Lìa. Khi mình lìa cái gì đó là mình vui thôi, là có Niết Bàn. Cho chữ Nirvana, nơ là nô. Không những cái gì đó thì mình có an lạc, có Niết Bàn. Thí dụ mình đang lo lắng quá, tự nhiên giờ có ai nó nói cái gì, trời, mình nhẹ, mình bớt lo cái đó, Niết Bàn. Trời ơi, nãy giờ tôi lo quá mà anh nói một câu với tôi nhẹ người ra. Mình lo cái gì nó nặng giống như cái tảng đá trên ngực mình vậy đó. Mà mình biết được cái chuyện đó, đã giải quyết rồi, đã xong rồi, thì mình nhẹ lòng ra. Thì khi nào mình nhẹ được cái đó là mình hiểu được Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn được dịch là độ, diệt độ. Độ được cái phiền não, diệt được cái khổ đau của vui buồn lo lắng. Chữ Niết Bàn nó hay lắm, nhiều nghĩa lắm. Thí dụ ở trên Niệm Ân Đường á, Niệm Ân Đường trên Tây Thiên có bốn góc. Pháp Hòa đặt bốn góc bốn chữ: thường, lạc, ngã, tịnh. Chân thường, chân ngã, chân lạc, chân tịnh. Mà bốn chỗ đó gọi là Niết Bàn. Bốn cái nghĩa đó là Niết Bàn. Cho nên ở giữa là tịnh độ, ở giữa là Niết Bàn. Bốn hướng là bốn nghĩa của Niết Bàn. Hiểu ý không? Chân thường, chân ngã, chân lạc, chân tịnh. Mình gọi tắt là thường lạc ngã tịnh. Đó là bốn đức của Niết Bàn. The four meaning of Nirvana. Một đế lệ, giải thoát khổ đau chướng ngại, dẫn tới Niết Bàn. Y he, di he. Có chỗ đọc là y he, y he. Không sao hết, y he hay y he di he, nó cũng là một cái phiên âm thôi.
Một đế lệ là Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng nghe tụng thần chú. Y hê di hê là Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương, cảm triệu nhân thiên thuận tùng. Y hê di hê là gì? Là thuận giáo. Thuận giáo là gì? Thuận giáo là mình nghe, mình đi, mình thuận theo cái lời chỉ dẫn, là tại vì mình phát nguyện, mình muốn làm. Ví dụ như thế này, ví dụ như mình đi vô chùa mình tu, thì mình phải thuận giáo với lời dạy của thầy. Mình đi vô công ty á, mình xin cho tôi được làm, thí dụ mình nói tôi xin cho tôi vô nấu ở trong bếp, tôi muốn làm cái nghề đó, thì mình phải thuận theo cái lời hướng dẫn của người chủ. Mình làm cái gì, mình apply vô cái chỗ nào đó, mình xin vô cái mục nào đó, cái khu vực nào đó, cái phần nào đó, mình phải thuận giáo của người ta. Mình đi tới đó mình xin, mà hãy người ta chấp nhận mình rồi thì mình làm nghịch. Sao làm sao được cái chuyện đó, phải không? Cho nên mình phải thuận giáo. Người ta biểu mình, ví dụ như mình ấy, bác muốn con làm cái gì? Cô sắc giùm tôi cà rốt. Sắc dày nha. Không, con thích sắc kiểu này. Đâu được. Vậy rồi cái người ta nói, cái mình nói người ta khó dễ. Mình phải thuận giáo. Trừ khi nào người ta hỏi kiểu của tôi là dày nè, cô có cái ý nào nó hay hơn không, nó nhanh gọn hơn không. Còn nếu mình nói giờ bây giờ con góp ý thử này có được không nghe, được thì bác làm, không được thì con làm theo bác, sống chuyện. Mà chỉ cần mình có cái thuận giáo, mà tại vì sao không ai miễn cưỡng hết á, có ai miễn cưỡng mình làm gì đâu, tại mình xin mà, mình apply mà. Cho dù là mình volunteer, mình vẫn phải có cái thuận giáo để mọi việc nó tốt. Huống chi mình đi làm mình kiếm tiền, đi làm kiếm tiền mà không chịu thuận giáo, rồi mình vô trong cái chùa đó mình tu mà mình không chịu thuận giáo. Thể lên tụng kinh là miệng phải tụng, thấy nó tụng kinh mà đâu phải lên kêu mình liêm diêm. Người ta ngồi người ta tụng kinh, mình ngồi mình liêm diêm, hỏi làm gì? Thiền, tụng kinh mệt quá. Vậy đâu phải thuận giáo. Mà hết bây giờ tôi ngồi thiền cầm chuỗi lọc cọc nghe nó mệt cái lỗ tai. Không có thuận giáo. Ví dụ mình đến cái đạo tràng đó, ta mặc lam, mình mặc lam, ta mặc nâu, mặc nâu. Cái đó mới là thuận giáo. Mà thuận giáo như vậy là gì? Là bởi vì mình biết sống tùy thuận. Cái đó không có gì sai. Nhưng mà mình biết rằng mình ở đâu, mình phải đi theo đó. Giống như một người chưa có gia đình, anh muốn làm sao cũng được. Mà khi anh có gia đình rồi, anh phải theo cái nguyên tắc của đời sống gia đình. Mình đã là một người tu rồi thì mình phải sống cái nguyên tắc của người tu, chứ không thể làm khác đi được. Hồi mình chưa tu á, mình ra ngoài đường, mình ngồi uống cà phê, mình tréo chân, mình hút thuốc lá, mình nói chuyện trời đất gì, không ai nói gì đó, chuyện của mình. Làm người tu rồi nó phải khác. Mặc dù cái đó nó không phải làm nên cái người tu, nhưng đó cũng là một phần để nó trợ duyên cho con đường tu anh. Tại vì người tu mà mình làm khác đi thì cái cơ hiềm của thế gian đó, thầy tu mà vậy thì ta nói riết. Nhớ hôm rồi mình học không? Nó không, mình không nên phá hoại cái hình tướng của Tăng Bảo. Ở trên phương diện chân đế, cái gì cũng được hết á, cứ quan trọng cái tâm. Nhưng cuộc đời này không phải cái gì cũng nói vậy. Nó phải có những cái tướng của nó. Khi nào nói tâm, khi nào nói tánh, khi nào nói tướng. Chứ không phải là cái gì cũng mình cũng nói, quan trọng cái tâm, ai không biết chuyện đó. Rồi ví dụ như mà mời khách tới nhà anh, mà khách tới nhà ngồi chơi, ngồi nói suốt mấy tiếng không có uống ăn gì hết á, quan trọng cái tâm. Thì tâm này một lần thôi khách không tới nữa.
Quan trọng cái tâm mà anh ly nước lọc cũng là cái tâm anh. Cho tôi uống miếng nước tôi mới nói nữa chứ. Thành thử ra nhị đế dung thông tam muội ấn. Trong cái bài tụng cái gì Hồng Danh Bảo Sám, mình phải có tánh có tướng, có phương tiện có tùy, có phương tiện có cứu cánh. Cuộc đời này lúc nào nó cũng có đối. Tới cái chỗ chân thật thì không có gì để nói hết. Nhớ không, hôm trước mình nói đó. Nhưng mà cuộc đời này, thí dụ mình nói đây, những cái chuyện này là mình mượn cái gì? Mượn cái chuyện, mượn câu thần chú để nói đạo lý. Anh tụng y he he mà không hiểu gì. Giờ đây tôi mượn y he he tôi nói đạo lý. Trong mật mà có hiện. Mà trong khi anh ứng dụng những cái đời sống đó, anh hiển đó, nhưng mà anh thật là mật. Tại anh không có phô trương. Hiển mà lại mật, làm mà không phô trương thì là mật. Mật mà trong cái im lặng làm, mà đi tới đâu việc nó xong tới đó. Ai thấy anh làm, mạng lát việc nó xong. Trong mật mà có hiển. Mấy ngày anh phát anh rảnh, anh không đi làm, lên đây thiền anh mình anh làm. Những chỗ nào nhỏ nhỏ anh làm được, anh làm mình trước. Mình lên mình nói, ô chỗ này nó xong rồi. Tưởng đâu có bà tiên nào tới, ông tiên nào tới. Đó, tiên đó. Sự việc nó đã xong nhờ có những người tâm mật. Hiển mà là mật, mật mà là hiển. Sống được như vậy gọi là viên thông. Chứ hôm trước mình học mấy bài kệ cũng vậy. Thấy không? Mấy bài kệ đó là gì? À, mình mượn cái hình thức để nói cái đạo lý, nói cái nội dung. Mượn hình thức nói nội dung. Ở đây là mượn câu mật chú để nói đạo lý, nói hiển giáo. Khi nào mà anh hiển hết, anh không cần dính mắc gì hết, chừng đó anh sẽ tới cái đạt tới cái chỗ viên thông. Còn giờ anh chưa, anh vẫn có phải hiển, anh vẫn phải mật. Cho nên cách tu của mình á, mình tự độ chưa đủ, cần phải độ tha. Tự lực chưa được, cần phải tha lực. Mình ngồi thiền là tự lực. Lại Phật sám hối, trì chú, niệm Phật, cầu nguyện, tụng kinh nguyện, đó là gì? Là tha lực. Mà cuộc sống này mình phải đủ hai cái lực. Hai cái lực là tự lực và tha lực. Mình đi mới nổi. Thí dụ ha, mình tự lực đó là gì? Là phải tự bảo hộ mình trong cái thời gian dịch bệnh này. Còn tha lực là gì? Khẩu trang, nước sát trùng, giữ khoảng cách, vân vân. Cho nên y he di he là thuận giáo. Không ai ép mình làm gì hết, nhưng mình muốn thì mình phải thuận. Và chữ thuận này nó có nghĩa là gì? Là mình phải theo cái chiều sống đó. Mình có một đứa con, mình phải thuận theo một đứa con. Mình hai đứa con, mình thuận theo hai đứa con. Tại cái cực hơn là một đứa. Mình ở một cái nơi cái cơ sở mình nó rộng rãi, to lớn, thì nó có những cái mà chúng ta phải thuận cái to lớn. To lớn thì phải dọn dẹp nhiều, chi phí nhiều. Thì cũng như vậy, cái người tu của mình nó là như vậy. Anh muốn thành tựu được người tu thì cái tâm của anh phải có cái ý niệm của sự thuận giáo. Người ta mắng mình cũng là thuận giáo đó, tại vì đó là một cách để mà mình chuyển hóa tu tập. Người ta gièm pha mình cũng là vậy đó. Mình học một câu nữa rồi mình nghĩ.
Y he y he. Thất na, thất na. Sinna, sinna. Thất na là gì? Là đại trí tuệ, đại hoằng nguyện. Great wisdom, great vow. Đại trí, đại nguyện. Tại sao mình phải có nguyện? Tại vì mình có cái trí tuệ mình nhận biết. Mình nhận biết được cái việc này có thể làm, cần nên làm, cho nên mình nguyện làm. Thấy cảnh khổ này cần nên cứu. Hiểu được cái khổ, thấy được cái cần cứu khổ, cho nên chúng ta nguyện. Cho nên thệ nguyện là gì? Trong cái thệ là lời thề đó, mà trong cái nguyện nó không thể tách lời thề ra được. Hôm rồi mình đọc kinh Đại Bát Nhã đó, không biết ai nhớ cái đoạn này không? Thì trong kinh Maha Bát Nhã mình tụng, trong đó Phật có nói đó, thệ không thể rời nguyện, nguyện không thể rời thệ. Tại sao? Anh nguyện mà anh hướng một cái lòng nguyện lên, nhưng anh không có commitment, không có một cái promise, không có một cái commitment, thì cái nguyện của anh nó sẽ không thành. Nguyện là cái ước mong của mình, nhưng mà mình phải đưa cái ước mong này mình trở thành ra một cái lời hứa, lời thệ nguyện. Cho nên á, chữ thệ là thề, nó không có xấu, mà nó tùy theo cái tâm của mình lưu xuất. Vì sao mà mình nguyện, vì sao mà mình thệ. À, mình nhớ kinh Dược Sư không? Đức Phật Dược Sư có mấy nguyện? Mấy nguyện? 12 nguyện. Phật Dược Sư có 12 nguyện. Và trong đó Phật nói là sao? Nếu chẳng được như vậy, tôi thề không thành chánh giác. Phật Di Đà cũng có những, trong 48 nguyện của Phật Di Đà đó, nếu mà trong nước của tôi mà còn có 3 đường ác thì tôi thề không thành chánh giác. Như vậy thì Đức Phật Di Đà có 48 thệ nguyện, Đức Phật Dược Sư có 12 thệ nguyện, Đức Quan Âm Bồ Tát có 12 thệ nguyện. Thì tất cả những cái nguyện của mỗi Phật, mỗi Bồ Tát đó, chúng ta gọi là biệt nguyện. Individual vows. Mỗi người có một cái nguyện khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái biệt nguyện đó, Nó cũng nhằm mục đích, nó dẫn đến một cái nguyện chung, đó gọi là thông nguyện. Và thông nguyện của Phật Bồ Tát là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là cái nguyện chung của Phật và Bồ Tát. Cũng vì độ chúng sanh, phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cũng vì độ phiền não, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cũng vì sự tu tập, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và không gì khác hơn để đưa mình tới chỗ thành tựu được đạo quả Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ mình nhìn lại tất cả các nguyện của các ngài. Bồ Tát Địa Tạng có một cái nguyện: địa ngục chưa hết, tôi không làm Phật. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Khi nào độ hết chúng sanh, tôi mới chứng quả Bồ Đề. Đó là nguyện của ngài Địa Tạng. Thì nguyện đó là biệt nguyện, nguyện riêng của ngài. Nhưng mà cái biệt nguyện đó không ngoài cái thông nguyện. Cho nên đại chúng nhớ, nguyện có hai loại ha: biệt nguyện và thông nguyện. Và tất cả những cái nguyện đó, nó không ngoài lòng từ bi và trí tuệ. Vì tình thương mà nguyện, vì tuệ giác mà nguyện. Cho nên chữ thề là mình dịch ra tiếng Việt, dịch từ chữ thề. Và nếu như thề mà không nguyện, là hứa mà không làm, không thành tựu, đúng không?
làm mà không có hứa, làm không xong, làm không trọn. Cho nên trong kinh Maha Bát Nhã Đức Phật nói, trong thể không thể rời nguyện, nguyện không thể rời thể. Nếu anh muốn làm mà anh không có nguyện, anh không có hứa làm, anh không làm. Mà anh hứa mà anh không làm thì không, hứa mà không làm thì nó không thành tựu. Làm mà không hứa thì làm không có trọn vẹn, làm ba mớ, làm chút rồi bỏ, làm theo vui buồn, làm theo cảm tính. Đó không phải một tâm hạnh của Phật, của Bồ Tát, mà cái đó là tâm của chúng sanh. Đã đại chúng của mình cứ bay đây, đây tất cả chúng ta cứ để ý coi, không mình có phải là mình là sống theo cảm tính không? Vui thì mình làm, buồn mình nghĩ, thương thì mình làm, giận mình bỏ. Còn Phật Bồ Tát coi, nguyên năm mình vui quá, cái mình đâu đi chùa, đâu khấn nguyện gì đâu. Mà hãy bữa nào mà thấy mình đi liên tục, mà quỳ trước ngài mà tha thiết, rồi vuốt ve đó nghe, là mình biết rồi đó. Mà các ngài vẫn đứng yên đó cho mình. Thất na, thất na, đại trí, đại nguyện. Thôi mình dừng đây, tuần sau mình học tiếp. Thế mà đại chúng hồi hướng, bây giờ mình đọc bốn cái lời nguyện này bằng cái văn dịch mình hay tụng đó, là mình sẽ thấy được tứ nguyện, bốn nguyện. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.